Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu nâu. Thấy không hết rồi. Mỗi ngày bán hết cái bình trà như thế không cả? Ừ, hôm qua hết đấy. Thế là cái nhà ấy nó bán từ nhà mình nó lại chuyển xuống dưới cái chỗ gần ngã ba. Ừ, đi ngã ba mà đi trở lên chứ không phải đi về Hòn, đi về Lạc Mình. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo thì mình sẽ dùng màu tím.
Vậy là mình đã tò mò xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu sao cho thật đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu vàng. Mẹ em đi làm được rồi. Mẹ. Mẹ hết đi. Ở nhà. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.